Xin chào tất cả các anh chị, em tên là Anna, hiện nay em đang là chủ của tiệm Ronel tại thành phố Akron, tiểu bang Ohio. Hôm nay em xin chia sẻ cho tất cả các anh chị về cái hệ thống mới và hiện nay mà ba tiệm của em đều sử dụng, đó là phần mềm của Go Booking. Nó có một cái tác dụng rất là hay và thú vị, đó là tiện lợi cho khách hàng nữa. Là khi mà khách hàng của em thì vô cái Google, cái account Google ở trên Google, khi mà họ dùng phone để họ search ra cái phần Google thì họ sẽ hiện lên cái tiệm của em và họ có thể book appointment ở trên ngay trang web của Google. Vì là cái phần mềm của Go Check In họ connect cái phần Google của em, cho nên là khách có thể book một cách rất là dễ dàng và khách có thể cancel hoặc có thể chọn tất cả các người thợ nào mà họ thích thì họ, và họ cũng có thể cancel, họ có thể chọn những cái giờ nào mà họ thích. Ví dụ như là khi mà khách hàng họ book 3 giờ thì cái người thợ của em đang busy không có rảnh trong 3 giờ thì họ có chuyển tự động cái phần mềm, họ chuyển qua một cái giờ khác available thì khách có thể nhìn trên đó và tự chọn ra cái giờ nào phù hợp cho khách và khách có thể tới đúng cái giờ đó. Và một cái lợi ích mà em rất là thích cái phần mềm của Go Booking này, đó là khi mà khách book hẹn xong thì cái phần mềm này tự động họ chuyển một cái tin nhắn ra cho khách và nhắc nhở khách là còn bao nhiêu phút nữa thì bạn có hẹn với Ronel hoặc là hẹn với tất cả các business, thì đó là một cái ưu điểm. Cũng xin chia sẻ nữa là sau khi mà từ ngày mà em sử dụng cái phần mềm này thì tiệm em ít điện thoại reng, cũng như là nó tiện lợi cho reception của em không book phone và trả lời phone nhiều, cũng như là em quản lý các thợ ở trong tiệm thì cũng rất là dễ dàng hơn vì em biết có lượng khách tới bao nhiêu và book hẹn bao nhiêu. Thì đó là một cái lợi ích mà hiện nay là mang lại cái lợi ích của tiệm em rất là lớn. Và một cái lợi ích nữa từ phần mềm Go Booking, đó là kể từ khi mà em sử dụng cái phần mềm này thì người reception của em không cần phải book phone nhiều và không cần phải trả lời phone nhiều trên cái phone, bởi vì tất cả các hàng của em đều thông qua cái phần mềm ở trên Google. Và một cái cách mà em rất thích đó nữa là các thợ của em không cần phải quản lý giờ giấc và khách in ra vào trong cái tiệm của em nữa, bởi vì tất cả những cái appointment hẹn đều nằm ở trên cái phần mềm Go Booking. Đó là một cái điều mà rất là tiện lợi cho em ngay bây giờ. Và em cũng xin chia sẻ là nếu mà anh chị nào có suy nghĩ thêm để update cái phần cho tiệm mình thì nên liên lạc với Fastboy, họ có những cái phần mềm rất là hay để cho mình dễ quản lý hơn mà không cần phải biết tiếng Anh nhiều, mình có thể quản lý một cách rất là dễ dàng, và chủ cũng không cần quản lý mà thợ cũng có thể tự quản lý cho mình. Thì đó là một cái điều mà hiện nay tất cả các tiệm em đều sử dụng, và mong là anh chị cứ thử một lần xem để mà tìm hiểu thêm về cái phần mềm này.